có lý nè. Biết sao trên này nhiều hơn không? Sao anh? Vậy là vẫn là cái địa điểm con chó đen không làm đó. Anh giống. Dư lứ nè, nó nói dư lứ lơ đầu mỏ rồi, mới mới ngại đầu mỏ nè. Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô chú. Chưa ngủ anh không? Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị các bạn. Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Hiện tại Tùng đang trên sườn lưới của anh Nghĩa, phía trước màn hình là anh Nghĩa mình cả nhà. Hello, chào cả nhà. Hôm nay anh Nghĩa dân lưới neo. Nhưng nãy giờ thì do đợi Tùng nên chạy nước chảy quá anh. Chảy mạnh anh. Bữa nay mà anh Nghĩa phải trúng mới được như này. Chứ thôi em ái nái lắm. Nên hảo không trúng đỏ thừa đó. Đỏ thừa em không sợ mà em ái nái thôi. Kỳ rồi. Đừng có việc tới chảy. Anh Nghĩa đợi thêm chút xíu cái thành ra chảy nước. Chứ thôi nãy giờ anh cuốn khoảng nửa tiếng chứ. Bỏ làm sao không đi? Cái cây cà hả? Ừ. Đó. Con dây ghê hả? Thôi chiều chỗ này có con cá chép bự lắm. Nó ụt lên đỏ đỏ chót à. Xui luôn. Trời ơi lưới gắt tẹt tẹt. Liệt xuống luôn. Gắt thấy em không? Em nghe mà, em nghe tẹt tẹt. Nghe không? Nghe. Đã hả? Không, không à, cuốn trễ là vậy đó. Thôi mà đừng nói chỗ đâu. Này cạn queo á. Anh nói giống như là mũi dao xây vào tim em anh nghe. Coi nè, lên rồi cá ra sủ rồi nè. Cái cốc nè, cái cây nè. Chỗ này là cá cây nè. Rồi khỏe đó. Qua đường này là thấy khỏe ha. Ừ. Có một khúc này kìa. Ở giờ này nghe khuya khuya mà nghe tiếng đờn cải lương. Đã ha. Đã lỗ tai thiệt. Có đâu có cá cốc cá sủ đồ gỡ mới đã nữa nè. Đó con gì bạch sa được con ba sa. Trời ơi ba sa mọc u luôn. Trời ơi con này được cái nó mọc nó con này nó chưa có bự nó nhỏ nhưng mà được cái nó mọc. Ba sa bị béo phì. Ồ lưới dài. Anh em mình mở hàng một con cá bạch sa. Anh sa cầm rồi anh mở hàng. Bạch sa nè, một hồi nữa rồi tới cá cốc nè. Ôi. Thấy vậy mà mạnh ghê ha. Vô tát nước ba chứ. Cá cốc trốn tiêu rồi. Ó. Mới nhắc bạch sa. Bạch sa.
thêm một con ba sa nữa. Ủa, khu này có ba sa nhiều vậy ta? Ừ. Đã vậy nhỉ? Ừ. Anh ba, anh ba anh câu câu ba ba sa hổm đi nhóc. Chưa bẻ gai. Con này à, nó bằng con kia nhưng mà nó cái bụng nó ốm hơn nên cầm nó nhẹ tưng à. Con kia cầm thấy nặng thiệt luôn. Con kia là nó mở nó nặng. Ba xa dưới nha. Ba xa nữa anh. Bên này kiếm bé khóc mà chưa thấy. Ừ. Ngồi dưới cái gai. Để đỡ gai luôn cho con cá nó khỏe. Dạ. Ê, ê. Kiếm cái cốc mà gai ba xa không hả? Trời ơi, em hiểu luôn rồi anh ơi. Em hiểu rồi. Thì ra bữa hôm cá dồ thì nó hại cá sủ, nó báo cá sủ. bữa nay cá cốc hại ba xa. Nó xuống lỗ này im rồi, cái kéo nhẹ lại. Lên lưới nổ phiêu ta. Này làm con cá sấu bự đi nha. Tới điểm rồi đó. Miếng nữa mới tới chứ. Rồi. Miếng nữa mới tới. Ở đây cái còn khả năng dính cái cốc nè. Ba xa nằm ở trên nè. Nằm góc trên. Cộng dây nói mà cộng dây nói thì tưởng đâu cái gâu con cá. Vậy là lâu lâu mình tự làm mình bất ngờ ha. Đó con cá này nổi lên ruộng luôn anh nha. Ruộng dạ, không rồi trễ nước ruộng luôn. Về nhà rủ vợ vũ nữa. Gì đây? Rồi. Được con khúc chỗ này biết gì gian chảnh khúc thôi. điểm cái cốc mình đây mất tiêu luôn rồi. Đó, con gì? Gì vậy? Cái vô. Ồ, cái vô bành kỳ. Chết à. Chết cưng đơ rồi. Cưng đơ rồi. Tưởng đâu ba xa khủng hết chứ. Đó. Còn sống hả? Chết ngắt rồi, sống gì? Sao nó kêu? Ép nó ép hơi. bị bó mang đau sống nổi. Hổm gà dữ lắm, lâu mới dính được cá vô. Chết luôn. Hết lưới. Phao anh đâu? Ở đẳng mãi cộng dây dài nước chảy trôi lần này luôn. Ừ. Cốc anh phải qua bè bẫy em nè. Học thích dưới xíu á. Có được. Chỗ này hôm đó này bắt cái cốc hoài đây.
Ồ, được cá sủ. Trời ơi, cuối cùng có cá sủ kìa. Sủ vàng. Dính thì con bự cũng đỡ, dính nhỏ quá. Bỏ đục luôn đi. Sống anh vậy? Sống. À, nó còn sống. Chừng nào chết hay. Rồi, táp vô giặt lưới luôn. Trời ơi, con sủ này nó còn gấp gấp chứ nó không có mạnh vậy. Này để vô cho nó thở thôi chứ nó không sống nổi đâu. Này có mong sáng mời bán hoặc đem về chiên á. Thường thường anh Nghĩa hết lưới rồi. Bữa nay anh Nghĩa mình gọi là chia cái tay lưới ra làm hai. Bởi em nói rồi, tại sao dăng tới đó hết lưới ta? Đúng ra phải xích chút xíu nữa, xuống đây mới ra điểm ra cốc nè. Phải anh dăng qua bè cầu bảy xích xuống xíu nữa mới có. Xuống đây là cái điểm mà dễ bỏ. Bởi em nói, ủa sao hết lưới kỹ ta? Vậy sao anh Nghĩa nay nói dăng cái cốc gì đâu? Đâu có bỏ khúc này được. Dạ. Thôi ôi, nước quặn. Nước quặn mà dần nước nó bê luôn không biết. Đó, lên lưới kìa các. Hết biết quặn cái nặng. Vậy điểm cái cốc này không có đâu. Bởi mấy cái cốc này nó báo mấy con cá mà sao. Không có ai không có ba xa lại rồi xong luôn rồi. Chết quất luôn rồi. Cái tình trạng mà mình đi đánh cá này mà dính cá kia nó cũng nhiều ha nữa ha. Ừ. Đó. Chết quất. Đó. Trời ơi, tưởng đâu cá sủ. Căng lưới luôn rồi trời ha. Ghê. Yeah. Cái tay lưới này anh Nghĩa không có đánh gần bè giống như cái đoạn trước. Cái đoạn này anh Nghĩa mình đánh ra xa luôn, đánh ra ngoài luôn. Hy vọng dính cá cốc. Mà không dính cá cốc. Mà dính học trò. Bữa hôm con cá dồ nó báo con cá sủng, bây giờ con cá cốc nó báo là con cá dồ. Nãy mới làm con cá dồ. Bữa nay cá cốc báo nhiều có ba con rồi đó. Báo bà Sa nè, báo con cá dồ với lại báo con cá học trò luôn. À quên nữa, nó cái vụ học trò. Khán giả có người kêu anh á, mà mốt đừng kêu anh Nghĩa, 2-5 ba đứa nữa. Kêu anh Nghĩa thầy giáo á. Chuyên trị học trò. Anh Nghĩa thầy giáo. Thầy giáo này về hưu rồi. Ó, con đây. Thôi, ê. Xanh kỳ. Lưới một tấc ba mà dính cá xanh kỳ luôn. Xanh kỳ nể tới số rồi. Căng lưới. Thích quay quá. Ờ, bé gai luôn anh ơi, chắc ăn. Hồi nãy con cá xanh kỳ kia anh có lụm không? Ừ. Xanh kỳ nào? Con kỳ nó lọt vô cái kẻ lưới xanh nè. Ờ, không. Không à? Không. Nó quên. Nó gai đó nha, nó bóp bước nhiều khi... Quên. Quên gì? Mơi thế nào nghe mùi cũng biết à? Ừ. một hồi nữa nhớ bắt. Nhớ không nha? Ai biết đâu, hên xui chứ. Chuyện đó hên xui. Bây giờ ai cũng chích bao bóng mũi, bây giờ cũng không có chắc được cái chuyện nhớ đó ha. Ừ. Bữa nào mà dính cá sủ rồi cá cốc rồi nhiều nhớ liền à. Vui ha. Ừ. Hết lưới. Trời ơi, lục bình anh Nghĩa ơi. Quá rồi anh Nghĩa ơi. Lục bình gì đâu mà coi nè. Rồi ra xì rồi sao? Đâu. Té luôn. Hả?
hết lưới nha. Hết lưới. Lục gặp này còn lưới là hơi mệt ạ. Có kìa. À, lục bình này rồi sao lấy phao? Ê bây giờ mình chạy xuồng vô đây nè. Anh nhé. Thì chạy vô chỗ trống nè rồi. Quần gì? Thôi được cái cắt cộng dây ngang đi. Cắt như này hả? Ừ. Lấy phao kéo rút hả? Đau quá về luôn á. Thôi. Bữa nay ít cá rồi, còn mất cộng dây nữa là lỗ tới xương ạ. Quá là quên. Thì anh nghĩ mình còn hai đoạn lưới, bốn phần. Rất là dài nè. Một đoạn như anh nghĩ giới thiệu đi. Một đoạn 17 thước. Dạ. Còn một đoạn thì 29 thước. À. Ủa? 29 là đoạn mới hả? Mới làm á. Ồ, vậy là có gì đó. Trời. Vậy là dài thiệt nha cả nhà, tại vì nãy giờ Tùng tính chọc ảnh, tại vì ảnh còn một đoạn 17 thước chứ một đoạn bữa hổm là 10 thước, 12 thước gì đó. 12 thước bỏ rồi. Cho nó về hưu à? Về hưu à. Cho nó nghỉ ngơi. Sao thời gian phục vụ anh Nghĩa, phục vụ tận thành. Lâu quá. Nuôi tiếp mấy đứa con anh Nghĩa. Bây giờ rồi. Nó đã già cỗi rồi, bây giờ cho nó lên bờ rồi phải không? Lên. Làm mới làm lại đoạn lưới mới. Dạ rồi. 29 thước. Ok. Không biết có cá không mà không nghe giật giật gì hết. Được cái gì tớp, một con cá tớp gọt đầu lưới lên vậy thấy mèo à. Được một con. Dạng lưới vàng lưới không có, không có nhiều à. Rồi xong Tùng ơi. Tùng ơi. Nó lọt vô kẻ nữa Tùng ơi. Ừ hên ra luôn. À, hay không bật hên. Này cũng có lai gai à, không có kẹo hết. Lai gai à. Đầu trên này có lý nè, biết sao trên này nhiều hơn không? Sao anh? Tại vì bè cũ à. Còn cá dạ. Còn dưới kia cá nhỏ mới bắt hành thử ghê, cá nó ít hơn đó mày có lý nè. Ừ. Vậy là vẫn là cái địa điểm con chó đen không làm đó. Anh giống à, giờ giang lên trên đó nữa thì không được. Ừ. Gì đó. Thành thử ra tới đây rồi. Dạ. Cũng được con này đoạn ngắn hay nha, đoạn dài đó.
Ủa, đoạn này 29 hả? Ừ. Rồi vậy đoạn kia còn mau nữa. Ừ. Đoạn kia lại đoạn Quyền Hội nha. Đoạn này coi bộ có lý rồi nha. Ủa, gì vậy? Chạy vậy? Con gì vậy? Một con cá cày. Dạ, như sao đây? Khoan, em cầm cho. Mới nó kéo lên giật rồi tưởng đâu cá nó sát giật dữ chứ. Ai ngờ đâu cá cày. Con cá cày làm cái mắt hứng luôn. Tưởng đâu kéo lưới lên giật kia đó lại cá sát dữ lắm à. Rồi sao? Hiểu luôn. Đoạn này không có gì vậy? Hiểu luôn. Ở trời ơi. Lao kiến. Hứ dữ luôn. Lao kiến. Cá bành lứ. Vô đục luôn, trong đục còn 3-4 con nữa. Tập trung được xả ớt à. Cá lao kiến nhìn nó cũng bông cũng đẹp quá. Làm hơi được 2 con. Rồi sao? Đây lưới này bữa nay thất. Lưới này hắc hù. Đoạn lưới này hắc à. Hết lưới. Được 2 con cá sát. Không có cá nào đi lạc nữa hết. Rồi. Đó, đựng con nữa 3 con, 4 con. Rồi xong. Cái lưới này dính cá sát mà nhớ luôn ha nha. Nhớ từ con luôn. nhớ từ con vậy lại đâu có cá không? Thì anh Nghĩa mình đó. Dăng lưới thưa, dăng lưới tất 3 thì dính được 3 con ba sa nè. Một con cá dồ. Một con cá cày nè. Một con cá học trò nè. Như lưới 4 phần này dính được mớ cá sát, cá xanh kỳ. Thì có cái này có kia. Về sáng anh Nghĩa bán cho bà con mình ở sớm đó nè. Để người ta dùng làm đồ ăn sáng. Đi ra đi chợ sáng người ta mua. Rồi thì ngày mai điểm bán cá gốc cây me sẽ sẵn sàng phục vụ quý khách hàng anh nha. Rồi, giờ đã xong cái thăm lưới rồi cả nhà. Giờ anh em mình về Tùng kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Tùng và anh Nghĩa hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye cả nhà.